Rồi chào các bạn, mình là Hoàng Phúc từ app.pro.com và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm Lightroom ở trên điện thoại để chúng ta blend một cái màu là màu Hồng Kông ha, màu phim Hồng Kông. Đây sẽ là trước và đây là sau khi chúng ta xử lý. Đây là trước này và đây là sau. Khá là thú vị đúng không? Và đối với hình này, hình của bạn Thế Cang, các bạn có thể lên cái link mình ghi ở trên phần mô tả hoặc là dưới phần comment để các bạn tải cái stock này về thử xử lý trên điện thoại của các bạn ha. Rồi ok, đây mình sẽ reset hết những cái tình chỉnh của mình và để lại đây là hình gốc. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ đi qua một số hiệu ứng. Đầu tiên là về phần ánh sáng nè. Phần ánh sáng này á, ánh sáng ở trong hình này thì nó tương đối thấp cho nên mình sẽ tăng nhẹ lên ha. Contrast phim gọi là phim Hồng Kông mà hồi xưa mà thì contrast nó không cao đâu, mình sẽ giảm nó xuống. Highlight mình sẽ giảm. Shadow thì có thể là mình sẽ tăng nhẹ lên chút xíu và những cái phần dưới là mình không chỉnh gì nhiều. Ok, tiếp theo chúng ta vào phần curve. Ở curve này á thì mình sẽ tăng nhẹ cái phần black lên để làm sao để chúng ta có một cái hiệu ứng là nó phê phết như thế này. Đấy, có thể thấy là đó cái phần đen của chúng ta nó sẽ hơi nhẹ, nó hơi bị có một cái lớp phủ mờ nhẹ lên ha. Mình sẽ click cái hai phát ở đây và mình kéo nhẹ ở phần black lên chút xíu, phần cuối này kéo lên tí xíu thôi và mình chọn đây. Ok rồi, tiếp theo đấy chúng ta sẽ qua phần color. Ở phần color này á thì mình sẽ tăng cái temperature lên, tăng temperature lên để mục đích là gì, để cho hình của chúng ta nó có sang cái tông màu vàng khá là đẹp. Vibrant mình sẽ tăng màu lên để cho ánh sáng cái màu sắc của chúng ta nó nổi bật lên. Thì hiện tại các bạn thể thấy là hình của chúng ta nó khá ổn rồi đúng không? Đó, khá ổn rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ tiếp tục vào phần mix ha, click vào chữ mix ở trên này có nút mix này đó. Thì ở đây mình ở trong những cái phần màu về phần màu đỏ này, màu cam này và màu vàng thì mình sẽ tăng nhẹ lên, và màu 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 cam thì nó dính cả vào da nữa cho nên mình sẽ tăng cái saturation đồng thời tăng cả luminance lên để cho da của chúng ta nó sáng hơn lên ha. Phần màu vàng cũng vậy, mình sẽ tăng cái saturation và vibrant lên và mình done. Ok, ở đây thì phần ánh sáng mình đang cảm thấy nó lại đang sáng quá, mình sẽ quay trở lại phần exposure mình giảm nhẹ lại ha. Ok, ở đây tiếp theo phần color hiện tại mình không cảm thấy khá là ổn rồi ha, khá là ổn rồi. Tiếp theo cái phần effect này, phần effect này thì texture mình sẽ giảm tại vì phim hồi xưa mà clarity mình cũng sẽ giảm để cho nó hơi mờ mờ chút xíu. Dehaze thì mình sẽ không chỉnh gì nhiều ha. V-neck hơi tối viền đó thì mình sẽ giảm nhẹ đi. Đây các bạn thể thấy là chúng ta tối viền đi, nó ra như thế này, nhưng mà tại vì mặt người mẫu của chúng ta đang dính ở phần viền khá nhiều cho nên mình không tăng nhiều. Grain là cái phần noise, cái dạng hạt hạt đó thì mình sẽ tăng lên tại vì phim xưa mà, phim xưa thì sẽ có hạt. Đây mình sẽ zoom lên đó, các bạn sẽ thấy cái hạt ha, đó nó có ra hiệu ứng kiểu như thế thì nó sẽ giống phim hồi xưa hơn. Rồi ở trên cùng này có phần split toning. Ở đây ở phần highlight mình sẽ thêm cái phần màu cam vào, phần màu cam đâu rồi, mình sẽ qua phần màu cam hơi chuyển sang vàng chút xíu, có thể là mình sẽ hơi vàng, hơi 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 ở hướng vàng chút xíu ha. Rồi phần shadow thì mình sẽ chuyển sang màu cam nhưng mà nó thấp thấp thôi, đừng có nhiều quá. Thì đây có kết quả kiểu như này đó. À, nó khá là ấn tượng đúng không? Vào đây, ở đây thì nếu các bạn thích cảm giác màu vàng nó hơi quá đi thì các bạn thể quay trở lại cái phần curve này, phần màu vàng thì nó sẽ đối ngược với lại cái màu phần màu xanh cho nên là mình sẽ tăng xanh nhẹ lên để chúng ta giảm màu vàng đi đó. Các bạn thể thấy nè, đã thấy chưa, tăng tăng nhẹ thôi, tăng nhẹ thôi đó, kiểu như này để khử bớt vàng nhẹ nhẹ đi và sẽ có kết quả kiểu như này. Đây là trước và trước này, đây là sau khi chúng ta chỉnh khá là nhẹ đúng không. Ở phần những cái phần dưới này thì mình chỉ remove chromatic aberration là cái phần viền tím thôi, ngoài ra mình cũng không tăng gì thêm. Sharpening có thể là mình sẽ tăng sharpening và masking lên để cho chúng ta có cái tăng nét ha. Rồi rồi sau khi chỉnh xong rồi thì các bạn thể copy cái preset này, cái tinh chỉnh này thành một cái preset cũng được. Thì để copy cái chỉnh màu này sang một cái hình khác, các bạn có thể nhấn vào cái nút menu ở phía trên này và chọn là copy setting ha và check ok. Sau đó các bạn qua hình thứ hai và chúng ta có thể paste setting vào đây thì các bạn sẽ coi kết quả kiểu như này, khá là đẹp đúng không? Đó, khá là đẹp. À, và các bạn có thể lưu lại cái này thành một cái preset cũng được nữa. Đây chúng ta sẽ qua phần preset và chọn create preset ở trên này. Mình sẽ đặt tên ví dụ là màu
Hong Kong. Hong 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 Kong viết sao? Đã, ok. Xong. Ở dưới này mình sẽ để mặc định và check ok. Rồi. Bây giờ ví dụ như là những cái hình mà các bạn làm rồi, các bạn để thấy cái preset của chúng ta ở dưới này có cái màu Hồng Kông này này. Ha, khá là dễ đúng không? Mình sẽ reset cái này lại. Chọn vào reset, kéo xuống dưới cùng. Các bạn sẽ thấy có cái preset màu Hồng Kông ở đây, click nhẹ cái là nó tự động nó apply và vô check. Chúng ta sẽ có kết quả như thế này. Khá là dễ đúng không? Thì đó là cái cách chúng ta blend màu Hồng Kông ở trên Lightroom trên điện thoại, khá là đơn giản. Stop này của bạn Thế Cang, và nếu các bạn muốn, các bạn thể tải ở cái link mình để ở dưới phần comment. Và mình là Nguyễn Hồng Phúc từ hpfrosso.com. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy để ở dưới phần comment. Đừng quên like, subscribe và chia sẻ cái này cho bạn bè. Tag bạn bè vô trong cái bài post này chẳng hạn thế, để cho người ta biết nữa chứ ha. Có thì chia sẻ với nhau. Ok, mình sẽ làm thêm những cái video về cái việc chúng ta blend màu cũng như là xử lý hình ảnh ở trên điện thoại như thế này nữa. Các bạn có thể thấy mình có bất kỳ một cái vấn đề gì mà mình cần cải thiện thì hãy comment phía dưới cho mình biết để mình sửa và mình cải tiến vào lần sau nhé. Bye bye, mình là Nguyễn Hồng Phúc từ HP Professional.com.